Đất nước đứng lên là tiểu thuyết của nhà văn Việt Nam Nguyên Ngọc, tác phẩm đạt giải nhất giải thưởng văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Tác phẩm được xây dựng theo nguyên mẫu là anh hùng quân đội núp, người dân tộc Ba Na Tây Nguyên và cuộc chiến đấu của dân làng Ster quê anh. Trong những năm 1951-1954, Nguyên Ngọc hoạt động ở Tây Nguyên. Đến năm 1953, tác giả gặp núp ở Đại hội Chiến sĩ thi đua Liên khu 5 và từng giúp núp ghi chép thành tích. 1955, núp được tuyên dương anh hùng quân đội. Ở trại sáng tác, Nguyên Ngọc được phân công viết về nhân vật này. Tiểu thuyết Đất nước đứng lên gồm 3 phần, trình bày lần lượt những chặng đường chiến đấu của nhân dân làng Cộng Hòa mà hình tượng trung tâm là anh hùng núp. Phần 1, giai đoạn chiến đấu tự phát và đơn độc của làng Cộng Hòa. Giữa lúc nhiều người không tin là đánh được Pháp, bởi vì tưởng rằng Pháp là một thế lực thần thánh không thể nào chết được, thì núp đi coi Pháp. Trong một trận càn quét của giặc, tự tay núp đã bắn chảy máu một lính Pháp, rồi dẫn dân làng lên núi cao chống giặc. Cuộc chiến đấu lẻ loi của Công Hoa không thành công. Phần 2. Cách mạng tháng 8 đến với vùng Tây Nguyên, núp và dân làng biết có Bác Hồ lãnh đạo, được gặp cán bộ, bộ đội, nhưng rồi giặc Pháp quay lại, các làng khác lần lượt quy phục. Nhưng núp và 90 người làng Công Hoa quyết không chịu. Họ đi lên núi cao, bắt đầu cuộc chiến đấu trường kỳ. Suốt 3 năm mất liên lạc với cán bộ, nhưng núp vẫn lãnh đạo dân làng kiên trì cuộc chiến đấu. Không có muối thì ăn tro tranh, Pháp lấy hết rìu rựa thì dùng đá nhọn chặt cây. Trong gian truân, phẩm chất cao quý của núp càng ngời sáng. Anh đi đầu trong mọi công việc, lực lượng đã mạnh hơn. Công Hoa trở về đất cũ lập làng chiến đấu. Phần 3. Anh Thế, người cán bộ của Đảng đến Công Hoa, cuộc chiến đấu đã phát triển thêm một bước mới nhờ có sự lãnh đạo của Đảng. Núp trở thành người Đảng, anh đi vận động nhiều làng chung quanh núi Chư Lây cùng đánh Pháp. Bộ đội về giải phóng Tây Nguyên, cả đất nước đã đứng lên. Núp thành cán bộ huyện, anh tập kết ra miền Bắc. Núp đi, nhưng rừng núi Tây Nguyên quê hương anh đã lớn mạnh hơn trước nhiều. Thằng Mỹ, thằng Diệm cũng không làm gì được người Ba Na đâu. Đất nước đứng lên rất đậm màu sắc sử thi, là bản anh hùng ca về cuộc chiến đấu của người dân Tây Nguyên chống Pháp, cũng là bài ca trữ tình thấm đượm những tình cảm cao đẹp với quê hương đất nước, với gia đình làng bản, với cách mạng. Tác phẩm đã xây dựng thành công hình tượng núp, hình tượng người anh hùng hoàn chỉnh đầu tiên của văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 8. Tác phẩm còn thành công ở màu sắc dân tộc độc đáo, thể hiện ở những truyền thuyết, những bài hát, lối cảm nghĩ và ngôn ngữ giàu hình ảnh, hồn nhiên của người dân tộc miền núi Tây Nguyên đã góp phần tạo nên âm hưởng hùng tráng mà nên thơ của tác phẩm. Tác phẩm xứng đáng đạt giải nhất giải thưởng văn nghệ Việt Nam 1954-1955 và góp phần làm nên tên tuổi của nhà văn Nguyên Ngọc.